Chị này đang mở hộp số, hôm qua mở được mới rồi, bên này đang làm luôn. Chân đang kiểm tra đạn, có thể thay về cái mặt đạn với mấy thằng lăng. Thùng này thì còn nguyên. Đây. À, đang thay đạn. Mình sẽ vệ sinh sạch chỗ này hết thì mình mới làm lại ha. À, bây giờ đang làm đêm ha. Mình thấy khói xíu nha. Đây cái 70 này giờ đang ráp xích vô, đang hoàn thiện rồi nha mọi người. Nó về Đắk Lắk. Ừ. Có đi Đắk Lắk. Giờ máy này gần xong rồi, để chuẩn bị lên xe về Đắk Lắk thôi. Bảo dưỡng mấy bên này cũng được 4 ngày, 3 ngày vậy đó. Sau 4 ngày vậy đó. Này lên xe về đó. Rồi, có luôn, về Đắk Lắk. Đang kiểm tra các cộng đồng cuối rồi mới vào ha. Cơ bản là hoàn thành hết rồi đó. Được chưa? 1, 2, 3. Rồi, ok, cảm ơn nhiều. Rồi, xong. Này bảo dưỡng hết rồi. Rồi, xin chào mọi người. Đây là kho máy hiện có của công ty mình ha. Thì mình có đủ các loại máy từ 60, 70, 95 và 125 m. Những cái máy đẹp mà để trước, ví dụ như mấy chiếc DC-70G Plus nè. Hàng 95%. Hàng còn đẹp.
để mình quay sơ kho máy của mình ha. Vô trong một chút thì mình để hai bên nha, mọi người cứ lựa thoải mái, cứ đến lựa máy, để máy thử máy theo ý mình nha. Để mình quay một chút máy 100 500 cho mọi người xem. Đây là 100 500X ha, cũng còn khoảng 4 chiếc chờ mọi người lựa thoải mái. Đây là DC95, mình còn một con, đây ngay tại kho luôn ha. Giờ quay sơ lược cái kho ha, tổng kho cho mọi người xem. Đây là một máy cũng đã bảo dưỡng xong cho khách rồi. Còn mỗi bên kia thì đang làm tiếp ha. Đây là kho máy cài phía sau, mình để những cái máy giống như là 6040 và 7040, có đủ bộ ổ xế cài của nó luôn ha, nguyên bản từ bên kia về. Đây thì cũng có 4508 nữa và 4708, phía trước cũng còn nhiều máy cài và một số 3608 này kia 36 à. Đây là khu vực phía trước nha, mình có để mấy máy cài mới 4018 và từ Thái nguyên chiếc á, một số 5018 rồi Yama EF 494 ha, 708 với 6040. Ê, hai container chứ của máy gạch và điện hợp có tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Đây là cái khu vực mà để mình bảo dưỡng máy cho khách đó. Những cái máy đã bán rồi nằm đây hết ha. Thì mình bảo dưỡng tùy theo mức độ mà làm nha. Có thể là 60 như trước kia 60 thì làm hết. Này bảo dưỡng một phần nhỏ nè. Này máy, hai cái máy này xong rồi. Đây là 70G đang hạ bộ. Với hai chiếc này thì đang đợi làm. Mình làm tùy theo mức độ nha, mọi người có thể tới xem. Cái phía ngoài đây là mình khu vực mình để trưng bày máy, mọi người cứ lựa máy ở đó. Đây là khu bảo dưỡng, những máy đây làm miễn phí hết nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình, muốn tham khảo về máy móc thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi xin cảm ơn nha. Đây là phía trước công ty mình nha, địa chỉ của mình là gì trên đó đó, 167 quốc lộ 53 Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ha. Thì đây là trục đường quốc lộ 53, ở phía xa xa kia là có tòa nhà là bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long ha, đường cầu Ông Me lớn.
kho máy mình để phía sau đó nha, mình cài đèn trước.